chú. Thì tôi thằng em nếu xem được video thì ra cổng gặp bố mày. Nói thế rồi đúng không? Quỳ xuống bố mày thay cho mày. Quỳ. Thằng ấy giờ bắn, phải bắn hết tội. Thì đáng lẽ phải tử hình. Em đánh bố ra nó như thế này. Rồi mày sang đấy tìm xem như nào đi. Con lên đường không? Em lên đường. Nói nhiều không hay. Xe mày chạy đâu hoàng em ơi. Bọn này ra tuổi gì mà qua mày sang trốn biết rồi. Cần có thời gian để trốn được khí vào. Để bố mày rút được đầu mày ra đây. Vì con nợ này giờ vẫn đang trốn á. Cách trốn em mấy lần sang dám thò mặt ra đâu. Trốn mặt rồi. Biết mình biết nó trốn rồi, mình chán nhất thằng tìm nữa. Nếu tìm được bọn này chỉ có tình cờ gặp ở ngoài đường nhung nhung như chó thì bắt mình đá là được, chứ còn giờ tìm cái tìm một mắt giờ nó như kiểu ma cà rồng nghe nữa. Sống về đêm đi à, hay tìm được nó về đêm. Thằng là một thằng cầm đầu, anh em tao trông bỏ trốn à, tao xem mày trốn được bao lâu. Đấy là kẻ cầm đầu chứ không phải anh cầm đầu. Bạn đấy chỉ cầm đầu thôi, chó à. Cầm đầu mới hôm cắn trộm anh em mình nhỉ. Mấy thằng trông như kiểu hoạt hình. À là bèo. Chắc nó không trốn được máy đâu. Trốn đi một ngày anh em sẽ bắt được nó. Sẽ có ngày thôi. Về vợ con ở nhà. Không sớm thì muộn. Vợ con ở nhà mà. Thích thì bố mày sang tận nhà luôn. Quan trọng là sang có gặp được hay không chứ còn. Sang tầng không nào sẽ ok. Cái thằng lồn kia có dám bước ra cổng đâu. Còn trốn này. Dám bước ra cổng chỉ núp nha núp như kiểu như. Bọn đấy là máy trốn mà. Chó cửa trong chuồng thôi. Em ra đâu. Em hà tao chỉ 2 sút đúng không? Đấm như thiếu mà 1 sút thì thừa. Cái thằng đấy. Bà ấy cân vội được 30 cân cả. Không chắc biết được không? Không sớm thì muộn. Còn em ạ, tao chỉ ước bọn mày sang đến cổng nhà tao ấy. Tao chỉ mong mày sang đến. Cổng nhà nó trả ra và ra cổng nhà anh làm sao ấy. Anh bán linh đi. Cầu mong nó ra cổng nhà nó thôi, nhưng mà nó mừng rồi. Bố mà bắt gặp được cũng phải sút cả mồm đấy. Giờ làm có gì gặp được nó. Nó cứ chú trong nhà hay nó đi đâu, ai làm gì được. Sao mà như mình lùng thế mà vẫn không ra cửa nhỉ? Ra ngoài cơ, nó còn ở nhà nó, không ai dám vào nhà nó, biết thế mà. Không biết nó chạy từ hôm đấy, bây giờ không biết đi đâu rồi. Khéo trốn mẹ quê vợ rồi. Tận mấy ngày rồi. Nó nổi 3 hôm nay rồi. Em ấy trốn thật nhỉ. Đánh xong cái em mất tích ngay. Đục lắm em ạ. Sao anh bỏ nhịp nắm toàn ạ, à? Em làm gì đâu. Em theo đi. Đúng là đánh em tao xong thì em bỏ trốn. Nó sợ chắc kiểu nó sợ mình đền bù sao ấy. Nó sợ bị đánh rồi. Sợ quá, cái xe đấy của mình giờ sửa hết mấy triệu cơ. Chân thằng kia đi viện. Mình đánh thằng Tuấn như thế nha, mình vẫn dám gặp mặt nó. Thằng em như thế mà nó đen lắm mà. Và lúc nào sẽ ok. Thích là gặp. Thì bảo còn đây nó đánh xong nó trốn làm gì được nó. Một thời gian nó im lại về. Một người chạy hơn cả máy trốn. Thế nhà mình lại sang tiếp nhà nó đi. Hả? Cho bằng được. Anh em lại sang nhà nó của ông thì phải của anh em nào đập chặt. Anh em có phải cầm đồ không nhỉ? Không phải cầm gì đâu. Bọn đấy dám ra đâu mà cầm gì. Có dám ra đâu. Chủ yếu gặp thằng kia, gặp thằng đầu kia thì cần. Bọn nhỏ ấy gặp nó làm gì. Sợ gặp anh em mình đánh cho hết được, gặp vợ cô ăn. Thì tôi thằng em nếu xem được video thì ra cổng gặp bố mày. Chỉ nói thế rồi đúng không? Quỳ xuống bố mày thay cho mày. Quỳ. Thằng ấy giờ bắn, phải bắn hết tội. Thì đáng lẽ phải tử hình. Em đánh bố ra đúng chỗ này. Rồi mày sang đấy tìm xem như nào đi. Lên đường không? Em lên đường. Nói nhiều không hay. Yeah.